hồi năm ngoái 30 tháng 4 là về lúc đó đó nó có những trận đốc trận động đất ở Syria thì những cái vong hồn chết Covid nó khoảng 5-70 triệu người chết trong cái thời tận thế 7 năm lận đận lao đao trong kinh nói. Thì lúc đó nó mấy gì kêu mẹ kêu nó giờ con là người đại diện cho quả địa cầu thì con phải xin cho họ được cho cha, cha là người approve cuối cùng. Thì lúc đó nó cũng ngay trùng lúc ngày 30 tháng 4. Thì lúc đó mình có buổi lễ đây nhớ không? Thì hắn là để cho vong linh là chính. Chứ cái 30 tháng 4 núi mình nó không có liên quan chính trị. Con có hiểu chưa? Nhưng mà nhiều người không biết. Mấy đại tử cứ nghĩ là 30 tháng 4 thù làm lễ đây không có. Cái lễ khai đạo như Tết, rồi Trung Thu, rồi lễ mẹ, lễ cha, lễ Phật rồi thôi. Mình là tâm linh, mình không có liên quan chính trị. Thì cái năm đó là cái năm nó trùng hợp. Còn năm nay thì bữa nay mình hồi nãy ca bài dấu chân Việt Nam. Với lại ngoài kia đâu phải có những đứa mà đệ tử của Thiên Tâm mà hiểu được sư phụ dạy rồi khai trí. Ngoài kia muôn trùng nó đâu có tìm hiểu, đâu có biết ngày 30 tháng 4 là ngày nào, là làm gì, chuyện gì xảy ra. Thì hôm nay sư phụ giống như review lại từ giai đoạn lúc trục thăng chở người từ tòa lãnh sự của Mỹ và cho tới viện F1 F2, hiện giờ là con với cha qua bằng tiền á. Nhưng mà nếu mà nói trên nước Mỹ này hôm nay người đi trước, người đi sau, đi nhiều rất là nhiều đợt, trong mắt sư phụ tất cả cũng đều là người Việt anh em của chúng ta, người Bắc hay người Nam, người đi từ viện con cháu HO hay là người con cháu của đảng cộng sản qua đây bằng tiền diện ông thê hay là diện 500.000 hay là diện du học cũng đều giống nhau, trong mắt sư phụ là giống nhau hết, không có khác gì hết. Tự vì mình cần những đứa nhỏ con ông cháu cha qua đây du học để làm chi, để nó biết là nó đã bị ông nội nó bị nhồi sọ, ba nó cũng bị sọ cũng nhồi, tới phiên đời nó là não cũng bị nhồi, nó đâu có hiểu. Mà qua đây rồi nó biết mọi chuyện sự thật á, mấy đứa đó giúp sư phụ trong tương lai còn lẹ hơn nữa. Đó là lý do tại sao mà là đảng Thiên Việt là một cái đảng trung dung, và sau này á là lập hội Long Hoa là vậy. Những đứa đó, đó nó hiểu được hai bên và nó biết được cái ngõ ngách mánh mung này nọ, nó không có phải là biết bố mày là ai là được rồi, mày biết tao là người ai không, tao là người Việt mới là đúng, đi Nhật đi Nam Hàn dỗ Nhật tôi là người Việt Nam thì mới là hay, chứ còn cứ dỗ Nhật bố mày là ai không, ở Việt Nam á, thì nó bố mày là ai, còn qua Nhật á, thì lụm mấy rụm rác người ta đi muốn chết làm bồi bàn rồi đi clean mấy cái chất hóa học trời ơi máu luôn. Còn Việt Nam hay lắm, bốn mày là ai không, trên cả 100 triệu người khổ nó chỉ có 1% người giàu sung sướng. Chưa bao giờ thấy một cái quốc gia mà ai mà chạy chiếc Rolls Royce là người đó có án bản án tử hình. Nếu nó nhị thì ông bầu làm gì? Ở đây ai chạy cũng được hết trơn á. Một quốc gia mà có giới hạn gì, ai mà có tiền là người đó là có tội. Cái thể chế Việt Nam, bà Trương Mỹ Lan không có tội. Có tội nhưng mà không phải cái tội, không phải một mình bà. Đó là một cái nguồn máy. Bây giờ nếu mà bà không có tiền thì bà làm gì có tội. Và đồng thời một cái nguồn máy phải đi chung như vậy. Ở sau lưng có cả dạng thằng ông tướng, ông này bà kia bộ chính trị nọ ở sau lưng suối bà chỉ là cái máy lụm tiền giùm cho mấy người đó thôi. Cho nên nếu kết tội hết 4 triệu đảng viên đi, chẳng có thằng nào mà không ăn hối lộ hết chứ. Bây giờ thằng nào làm chức công an thôi, nó cũng gửi con nó qua Mỹ 500.000 đi học, bắt chồng là một năm một tháng có 700 đô. Con cứ tưởng tượng một quốc gia mà lương thấp nhẹ người ta không ăn hối lộ cũng lạ đó. Nhưng mà chẳng qua là họ lạm dụng thôi. Mà đâu cần cái số lượng đông. Cộng sản nó mưu mẹo. Nó cần 4 triệu người để mà đông á. Lấy số đông để đè bẹp tiểu số á.
đa số đấy đề về tiểu xấu, cũng giống y như bây giờ đó, là cái chiêu trò của Biden cũng vậy, mở cửa biên giới để lấy những người tiểu xấu để lấy lá phiếu để đè bẹp Đảng Cộng Hòa, những người ấy. Cái đó là chiêu trò của cộng sản, của ma lực, của cái thế lực không có công bằng. Đó là lý do tại sao lúc ở trên trời sư phụ khóc xin cha, ngày nào ở trái đất này mà còn bất công sư phụ sẽ không có về trời. Sư phụ đã là Phật nhưng mà không có về trời. Phật con á, ở trên sư phụ là thiên tử, là đã là Phật rồi mới làm thiên tử được kim thân rồi, chỉ là một cái chiếc thân nhỏ ngồi đây nói chuyện thôi. Nhưng mà sư phụ thấy trái đất này nó bất công cho nên có nguyện thời đó. Cho nên những đứa đệ tử nào muốn theo sư phụ để sau này mà an bang tái thế, phải lập nguyện thời với cha để không có phản phúc. Đứa nào không lập nguyện thời mấy gì tự động tách ra khỏi sư phụ, giống như con Ngân á, nó không có thời. Sư phụ kêu thời đâu thời, mấy đứa kia cũng kêu thời cũng không thời. Ô con không tin lời thời, theo một người quan trọng như sư phụ mà không thời thì nghĩ bề trên nó cho theo không? Sư phụ bữa nay Starbucks ngon sư phụ, nó bỏ khỉ gì trong đó ai biết. Sư phụ cũng là người phàm thôi, có thần thông thì có, nhưng mà thần thông phải ngồi thiền mới có thần thông, chứ bình thường sư phụ như con nhiều khi còn tệ hơn con nữa. Nhiều lúc quên á, hỉ mũi trước mặt camera nữa, cũng như bình thường thôi. Sư phụ cũng y như là human race bạn mấy con, còn sư phụ chỉ là cái title cho có thôi, chứ cứ coi sư phụ như là bạn là tốt nhất. Ở trên trời chúng ta là thật sự là bạn hết. Tại một thiên tử nhỏ tuổi xuống trần, thì trên kia mấy con có cô tiên cũng cỡ tuổi sư phụ phải không? Tối ngày chúng ta cứ đi vườn hoa này, đi ao sen nọ, đi tiệc kia, rồi hội bàn đào đổ, đi hái hoa nè, giống như cô tiên đúng không? Rồi đi vô vườn của mẹ là ăn đào, là trẻ mãi không già đó. Trời ơi, lén vô ăn cắp mấy trái đào của mẹ ăn nữa. Cho nên chúng ta trên trời là bạn, thì xuống đây thì dĩ nhiên nó cũng phải có một chút xíu quy tắc tôn đi trật tự. Thì cứ kêu sư phụ cứu, nhưng mà về ngoài muốn kêu kiểu gì cũng được á. Anh Kiệt thằng Kiệt, đừng kêu thằng Kiệt. Kêu gì cũng được, sư phụ không có ma, không có chấp mấy cái đó cao. Chỉ là quan trọng nhất là làm đúng những gì mà bề trên đặt ra. Đó là 12 giới lực, đọc kinh Thiên Tâm. Tiếng nói chuyện này không có phạm 12 giới thì không ai có quyền nói sư phụ cái gì hết. Còn người nào mà học chưa tới, hiểu chưa tới mà bị giống như bị manipulate, nếu là tiếng Mỹ Việt Nam gọi là gì ta? Giống như bị nhào sọ, gần giống như nhào sọ vậy đó. Không ai có thì phải coi lại cái sự tu tập của mình sao. Bồ Tát làm việc không có cần ai mà phê bình hết, chỉ tự mình biết mình là ai thôi. Nhiều khi giới thù cũng phải giả vậy, để coi đại tử nào phạm thượng, đại tử nào tôn trọng mình, trung thành với mình, tin mình. Đừng có tưởng họ thiên, mấy con đứa nào cũng tin cho phụ là thiên tử. Khi nào ông làm thiên tử tôi mới tin. Bây giờ tôi lên hay chỉ là vui thôi. Sao biết á, đọc được tâm của từ đứa mà. Còn đứa nào tin rồi á, sao biết. Cho nên mấy con phải coi lại, đó là cái sàng lọc. Sàng lọc từ lớn cho tới nhỏ và tới trong nội bộ chúng ta. Thiên Long Sơn là cái cổng duy nhất, là một cái cây anten duy nhất, là một cái wifi duy nhất, là một cái account độc nhất vô nhị của thời tận thế này. Đó là một thiên tử giáng trần, chuyển lưng thánh dương đang ngồi đây. Không có người thứ hai. Ở ngoài kia ai mà nói có người thứ hai thì đều là giả. Không phải ai muốn xưng như thế nào là xưng. Không có rồng hộ mệnh thì làm sao gọi là thiên tử, chuyện bình thường. Còn muốn rồng thì làm mấy con rồng bằng cây hay xi măng vậy á, dẻ vậy đó, hay đội nón. Còn rồng, mấy vị đây là hiện hữu, mấy con nhìn thấy đó. Bữa nay nhỏ này nè, leo lên lưng của Xích Long, Xích Long phạt cho một chập. Bữa nào lên đó tắm, bữa mấy vị dạy là con phải, mình phải làm bằng nước lạnh phải không, rồi bỏ hoa vô rồi hãy tắm cho mấy vị. Chứ giờ lên nó phủi phủi mà nó leo lên, trời ơi. Chứ còn nói chuyện mấy vị mỗi ngày mà có thể người phàm mấy con không có cảm nhận được.
Người nào mà lâu lâu mà để ý từ lời thầy nói, lời thầy hình trước, thầy thương mấy đứa con thầy hình trước mà không để ý thì gán chịu. Giống như sư phụ mong những đứa đệ tử bền gan bền trí, chỉ một lòng sắt son với Thiên Long Sơn, với cha với mẹ thì sẽ có điển thành. Tại trên này là mình đang ngồi đây là có điển thành rồi. Còn đi xuống núi một thời gian mới cứ chạy chỗ này, chui chỗ kia, rồi có thể đi một cái khách sạn ở bên Âu Châu hay là ở đâu cũng là trượt không á. Tại mấy con ma nó chết bờ chết bụi, nó ở khách sạn free đâu tốn tiền đâu, đâu cần phải reservation gì đâu. Vô là đầy trong đó, mấy con phải gõ cửa. Bữa nay tao tới đây nghe, mà đừng có phiền tao. Còn nếu mà con quên gõ cửa, nó chui tốt, nó nằm kế bên con là sáng mặt con đen thui rồi. Hoặc là ban đêm ngủ chập chờn không có ngủ ngon giấc là sáng cái mặt vơ phờ. Con người mà có điển thanh, lúc nào cũng ngủ giấc thẳng. Mấy con chỉ cần một giấc thẳng 5 tiếng thôi là đủ một ngày. 5 giờ sáng, bữa nay sư phụ thức trễ hai mấy phút. Tại hôm lạnh quá, vì mi thao ra nó không có áo lạnh, nó hơi nhức đầu, cái sư phụ nghỉ thức trễ. Nhưng mà sư phụ cũng ngồi tới 7 giờ sáng. Thì ngày nào cũng theo sư phụ ngồi, thì cái tâm nó thông. Đứa nào mà có nạn á nghe, đừng ai đứa nào cũng kêu, thì cái chân linh sư phụ nó di chuyển được. Nó chiếc ra khoảng vài chục người mỗi ngày đi thăm. Nhưng mà mấy con đâu có biết. Nhưng mà có những đứa đại tử mà có nạn kêu là thấy sư phụ liền. Phải nạn thiệt. Thí dụ giống như nguyên một cái bóng đen đè, hay là trong mơ bị tao rượt chạy rồi săn đuôi rồi, thì kêu sư phụ ơi, tới liền. Đó là thầy có thử đi. Bên kia sư phụ có quyền, cái power, cái quyền năng đó, cao hơn là cái sát phạm. Sát phạm thì cũng limit thôi, không có quyền năng gì mấy. Trứng rồng chưa có nở mà, nó như trái banh vậy đó. Đứa này đá qua đứa kia, gần đứa kia chụp gôn, suốt đi, đã sư phụ làm trái banh cho đá. Khi nào trứng rồng nở rồi mấy con sẽ không còn đá được nữa. Là vì sao? Rồng bay rồi. Đại tử Hòa Thiên khó cơ hội gần sư phụ lắm. Rất là khó, chứ những đứa thân cận thì nó còn. Hôm nay thầy trò còn vui được bao nhiêu thì cứ vui. Trên nói vậy. Cả những chiếc xe, những chiếc tàu, những cái gì mà của sư phụ tạo ra, cả cái núi Thiên Long Sơn này cũng là cái thao trường, sư phụ cũng không có trở về đây nữa đó. Đừng nói chi gặp mấy đệ tử họ thiền. Sau này muốn gặp sư phụ không phải dễ. Mấy con phải suy nghĩ, không phải là sư phụ nói để mấy con lấy lòng mấy con, đó là thiệt. Ngày 30 tháng 4, từ nay về sau, cả quốc nội và quốc ngoại phải trân trọng. Đó là một cái cơ trời đi, đến lúc nó phải tẻ ra cái đường đó. Rồi hôm nay chúng ta sẽ quay ngược trở về trong một thời gian rất là ngắn. Khi ba tiếng sấm nổ, cái tiếng sấm cuối cùng là ba ngày ba đêm sẽ mưa. Rồi là sấm thiệt, chữ sấm cũng là sấm luôn, sấm sét luôn á. Đó là sư phụ biết như vậy. Thì các con sẽ diện kiến được sư phụ ở nước Việt Nam á nghe, sẽ gặp được sư phụ. Rồi ở gặp được Đức Thầy nữa. Rồi những vị tiên thánh Bồ Tát khác. Mấy con thấy có rất là nhiệm màu, không đầy 4 tầng. Không đầy 3 tháng à. Bộ chính trị mình mười mấy người, giờ còn có mấy người buồn quá. Giờ chỉ còn có bác Phạm Minh Chính mà ông giờ ông đang rung. Không biết ngày mai Tô Lâm luộc ổng kiểu nào. Muốn cho Phạm Minh Chính làm bò steak hay mà làm tôm hùm luộc cũng chừng. Cho nên người nào có súng, người đó có quyền. Thời thập nhị sứ quân, mà hiện giờ nước Việt là thập nhị sứ quân. Cho nên những người cầm súng đúng ra không có liên quan chính quyền. Mà hôm nay ngược lại,
Thì một quốc gia đi đến độ này không đầy bao lâu, con thấy cơ trời đi rất là màu nhiệm không? Những cái quyền di con người không có thể đoán trước được.